tại thì tôi đang có mặt tại đây là tỉnh Long An, huyện Bến Lức, tỉnh Long An này. Hôm nay giao vật tư cho một vị khách hàng. Đấy, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An này là 9 tấm combo 5kW anh em nhé. Hybrid về từ lắp đặt. Đấy, như vậy là anh em chúng tôi đã giao đủ cho khách hàng ở đây này. Cái bộ điện năng lượng mặt trời này tự lắp đặt, tủ điện với lại biến tần hybrid đây. Đây là 60 mét dây điện, phụ kiện kẹp bìa kẹp giữa thay nhôm. Trên đây thì 9 tấm pin năng lượng mặt trời này, nhãn hiệu Astronergy, tấm pin 570W. Đó. Dòng này thì cái hệ thống này làm giúp cho anh chị em tiết kiệm cũng khá là nhiều tiền điện. Nếu mà anh chị em tiền điện khoảng 2 triệu thì có thể lắp bộ này. Đó. Đây thì tủ điện này chúng tôi đấu nối sẵn trong đây hết rồi. Các CB, CB bình lưu trữ, CB tấm pin năng lượng mặt trời, CB đảo này, cái này là CB AC điện lưới vào, đồng set AC. Đó. Các cái phụ kiện để anh chị em tự lắp đặt. Nếu mà anh chị em mà mua về tự lắp đặt thì được anh em chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật đấu nối sẵn hệ thống, cũng như là ở đây này, anh Phạm Văn An. Đây là ấp 6 xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh mua hệ thống này về tự lắp đặt cho gia đình mình với chi phí mỗi tháng gần 2 triệu đồng tiền điện. Thì anh đầu tư hệ thống này cho gia đình ở đây thì miền Tây thì nói chung là khu vực sông nước xung quanh đây thì chưa ai lắp cái này, có phải ở đây nè. Ở đây thì bà con trồng cây này làm vườn. Đấy, anh có tìm hiểu trên mạng thì anh thấy anh em chúng tôi lắp đặt hệ thống này và có bán vật tư về tự lắp đặt. Anh cũng là bên điện nên là anh quyết định mua về tự lắp đặt. Rồi, như vậy là chúng tôi đã giao xong rồi. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video này. Mà anh chị em nào mà muốn mua vật tư về tự lắp đặt để tiết kiệm cái chi phí tiền điện hàng tháng, để mà thí dụ như không muốn mà tốn chi phí thi công, hoặc là có người để thi công, hoặc là có biết về điện thì có thể mua vật tư về tự lắp đặt, thì hãy liên hệ với anh em chúng tôi nhé, để chúng tôi hỗ trợ cho giá thành là tốt nhất. Đấy, đây là 9 tấm pin ở trên kia. Đấy, đây là biến tần hybrid Dyer 5kW. Đấy, có chức năng lưu trữ nhưng mà hiện tại là chưa gắn bình lưu trữ, tương lai là gắn bình lưu trữ xong. Đấy.